Trong thị trường crypto thì Coinlist từ lâu đã là cái tên không thể nào không nhắc đến khi mà đề cập đến các cụm từ như là dự án hay là chất lượng. Tính từ lúc có mặt ở trên thị trường cho đến thời điểm hiện tại thì Coinlist vẫn luôn được coi là một launchpad tôn trọng chất lượng hơn là số lượng. Và mới đây thì CyberConnect đã chính thức được thông báo là sẽ mở bán token ở trên nền tảng này. Hứa hẹn thì đây sẽ là một bom tấn mới mở đầu cho xu thế là SocialFi, xu hướng mới của thị trường tiền mã hóa trong tương lai gần. Trong video ngày hôm nay thì Aileen sẽ giới thiệu cho anh em về CyberConnect cũng như là hướng dẫn anh em cách đăng ký Coinlist để có thể mua CyberConnect nha. Anh em lưu ý đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trước mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem dự án CyberConnect là gì. Hiện tại thì những mạng xã hội truyền thống thì đang được chi phối bởi các tập đoàn, trọng tâm chính của họ sẽ là lợi ích tài chính của chính mình. Kết quả là những nền tảng này thường sẽ khai thác dữ liệu của người dùng để có thể thao túng nội dung, cộng đồng trên quy mô lớn để tối đa hóa doanh thu cho họ. Sự tập trung dữ liệu ở trên các mạng xã hội thì tạo ra một hệ sinh thái vô hình với nền tảng là các nền kinh tế tập trung vào việc khai thác nhu cầu mua sắm dựa trên dữ liệu người dùng. CyberConnect thì được tạo ra nhằm mục đích là giải quyết vấn đề trên bằng cách là thiết lập một mạng xã hội được sở hữu bởi cộng đồng, cho phép người dùng toàn quyền kiểm soát danh tính kỹ thuật số của họ, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của các bên thứ ba. CyberConnect thì là một trong những mạng xã hội phi tập trung lớn của Web3, cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng xã hội giúp người dùng sở hữu danh tính kỹ thuật số của họ, nội dung hay là kết nối với các kênh tiền tệ của họ ở những phương tiện khác nhau. Dự án thì được phát triển bao gồm 3 tính năng tập trung vào người dùng. Đầu tiên sẽ là Cyber Profile, tiêu chuẩn danh tính phi tập trung, cung cấp quyền truy cập vào Web3. Thứ hai là Cyber Connect Social Graph, liên kết danh tính số của bạn, dữ liệu, nội dung và bạn bè. Và thứ ba thì sẽ là Cyber Wallet, là một chiếc ví hợp đồng thông minh, an toàn để lưu trữ những tài sản kỹ thuật số của bạn để cung cấp một sự dễ dàng và tiện dụng khi mà tham gia vào Web3. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin về việc là Coinlist sẽ mở bán Cyber Token như thế nào. Theo chia sẻ từ dự án thì đợt bán công khai này sẽ nhằm công nhận sự tận tâm và hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng đối với CyberConnect trong quá trình xây dựng nền tảng vững chắc cho một tổ chức chính trị ở trên DAO. Các thành viên trong cộng đồng sẽ có thể tham gia với giá trị tối đa là 180 triệu USD, tức là 1,8 đô trên một Cyber. So với vòng gọi vốn loạt Series A với giá trị tối đa là 300 triệu đô, tức là 3 đô trên một Cyber. Thông tin chi tiết về vòng bán công khai của Cyber Token thì sẽ được mô tả như sau. Đầu tiên về ngày mở bán thì sẽ vào lúc 12 giờ theo giờ Việt Nam vào ngày 19 tháng 5 năm 2022. Tiếp theo là về giá và lịch trả token cho người mua thì hiện tại ở trên Coinlist, một Cyber sẽ được bán với giá là 1.8 đô, trả 25% lượng token trong ngày list, 75% lượng token còn lại thì sẽ được trả dần hàng tháng trong 6 năm từ quý 4 năm 2023. Giá trị vốn hóa pha lõng hoàn toàn thì sẽ là 180 triệu đô. Lượng token được mở bán thì sẽ là 3 triệu Cyber. Phần trăm tổng cung thì sẽ là 3%. Về mức mua tối thiểu và tối đa dành cho người dùng thì tối thiểu mỗi người sẽ được mua 100 đô và tối đa sẽ là 500 đô. Mức đòi hỏi phân bổ thêm thì tối thiểu sẽ là 100 đô và tối đa sẽ là 2.000 đô. Phương thức mua thì anh em có thể mua được bằng USDC hoặc là USDT nha. Về thành phần được mua hay là các user sẽ được tham gia thì sẽ bao gồm công dân trên toàn thế giới có thể tham gia, trừ công dân Mỹ, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia cấm crypto khác. Sau đây thì Aileen sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký Coinlist và mua CyberConnect ở trên Coinlist nhé. Đầu tiên là anh em truy cập vào website của Coinlist tại địa chỉ này. Aileen sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả cho anh em. Ở trang này thì anh em sẽ chọn vào Register Now. Lưu ý trước khi tham gia là đầu tiên anh em sẽ cần phải có một tài khoản đã được KYC đầy đủ ở trên Coinlist. Trên một mạng thì sẽ chỉ được đăng nhập một tài khoản. Nhiều tài khoản đăng nhập trên một mạng thì sẽ khiến cho các tài khoản của anh em bị ban. Nhưng anh em cày airdrop thì nên lưu ý điều này nhé. Nếu như mà đã có tài khoản thì anh em sẽ click vào phần login. Và nếu như chưa thì anh em sẽ chọn vào sign up để có thể thực hiện quá trình KYC nhanh. Bước 1 để đăng ký thì anh em chọn vào Get Started. Bước 2 thì click vào Continue để tiếp tục. Bước 3 thì ở mục Residence, anh em chọn quốc gia nơi mà mình đang sinh sống và tích vào ô xác nhận thông tin trên là chính xác, click Continue. Bước 4 là sau cùng, anh em sẽ hoàn thành các câu hỏi ở trong quiz. Aileen sẽ để đáp án phần quiz ở link bên dưới cho anh em luôn nha. Sau khi đã hoàn thành đáp án ở trong mục quiz thì anh em ấn vào Continue để tiếp tục các bước tiếp theo.
Bước 5 thì anh em kết nối ví. Ở bước này thì Coinlist sẽ yêu cầu người dùng kết nối địa chỉ ví ETH của mình. Coinlist và CyberConnect thì có thể theo dõi hành vi on-chain mà anh em đã thực hiện và anh em sẽ có thể được chọn tham gia vào hàng chờ ưu tiên. Việc kết nối ví này thì sẽ không bắt buộc anh em nhé. Nếu như anh em chưa biết hàng chờ ưu tiên là gì thì hàng chờ ưu tiên là hàng chờ chỉ dành cho những người được mời để tham gia token sale với số lượng hơn đáng kể so với hàng chờ token sale chính. Và mục này thì sẽ chạy song song với hàng chờ chính. Mặc dù những người được mời ở trong hàng chờ ưu tiên thì sẽ có cơ hội nhận được phân bổ cao hơn. Tuy nhiên việc phân bổ thì sẽ không đảm bảo 100%, cho nên là anh em những ai mà đã được tham gia vào hàng chờ ưu tiên thì sẽ không đảm bảo là anh em sẽ chắc chắn 100% mua được token nhé. Sau khi đã đăng ký thành công thì anh em nhớ là đặt chuông để có thể kịp thời tham gia vào đợt token sale của CyberConnect nhé. Trước thời điểm diễn ra token sale thì Coinlist sẽ gửi tới cho anh em một email đính kèm đường link tham gia token sale. Sau khi nhận được email đó thì anh em chỉ cần truy cập vào đường link, chờ tới lượt mình để vào mua thôi. Chú ý là anh em sẽ không cần phải có sẵn tiền ở trên Coinlist. Coinlist sẽ đưa ra thời hạn chót là ngày 25 tháng 5 lúc 7 giờ theo giờ Việt Nam để anh em có thể hoàn thành thanh toán token sales. Mình tin là hướng dẫn trên đã khá đầy đủ và chi tiết để cho những anh em chưa tham gia vào các đợt public sale của Coinlist vẫn có thể đăng ký và tham gia được. Nếu như anh em gặp bất kỳ vấn đề nào khi mà đăng ký tham gia thì hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận để mình hoặc là những anh em khác có thể trả lời và giúp đỡ cho anh em nhé. Chúc anh em thành công và có thể đạt được suất mua của CyberConnect ở trên Coinlist. Và anh em cũng nên lưu ý một điều là thị trường crypto luôn luôn rủi ro, cho nên là dù anh em có chắc suất tham gia vào đợt public sale của Coinlist lần này thì cũng không đảm bảo là anh em có thể nhận được lợi nhuận cao hay là cực kỳ cao và vẫn có thể có rủi ro mất tiền. Cho nên là anh em hãy luôn research điều thật là kỹ trước khi tham gia vào bất kỳ dự án nào hay là đợt mua bán nào nhé. Và Irene xin nhắc lại một lần nữa thì video này sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trước mỗi quyết định xuống tiền của bản thân để tránh mất tiền khi mà tham gia vào một thị trường rủi ro như crypto nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!